Mến chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong khi bão cát đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc, thì 5 tỉnh phía Nam nước này đã hứng chịu những trận mưa đá lớn từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, trong đó có tỉnh Giang Tây và tỉnh Phúc Kiến. Một số hạt mưa đá to bằng nắm tay khiến nhiều người bị thương. Trước khi mưa bão ập xuống thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến giữa ban ngày, mặt trời tối đen như mực khiến nhiều người dân sợ hãi. Ngoài ra, hôm 3 tháng 8 còn có động đất làm rung chuyển cả Tây Tạng và tỉnh Tứ Xuyên. Mưa đá lớn đã tấn công hàng loạt tỉnh thành ở Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, bao gồm tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc, cùng Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc. Xe cộ và cây trồng bị hư hại nặng, trong khi nhiều người dân bị thương. Đài quan sát khí tượng Giang Tây đưa tin về một trận mưa đá lớn bất thường tại thành phố Cam Châu vào ngày 2 tháng 8. Mái của nhiều tòa nhà dân cư đã bị hư hại, một số người già và trẻ em bị thương. Video cho thấy những hạt mưa đá to hơn quả trứng ngỗng và một số có kích cỡ bằng nắm tay. Trong đoạn video, mưa đá trút xuống dữ dội kèm theo gió giật mạnh. Chúng rơi xuống đường phố và mái nhà với âm thanh kinh hoàng. Nhiều cửa kính xe ô tô và mái nhà bị hư hỏng, rất nhiều cư dân bị thiệt hại về tài sản. Ông Triệu ở huyện Thạch Thành, tỉnh Giang Tây nói với Epoch Times vào ngày 3 tháng 8, những hạt mưa đá lớn nhất to bằng cái bát, một số bằng nắm tay và hầu hết có kích cỡ như quả trứng. Nhiều người ở ngoài trời đã bị rơi trúng đầu và chảy máu. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một trận mưa đá nào to như thế ở đây. Thời tiết thật kỳ lạ, ông nói thêm. Một số người dân cho biết hạt mưa đá nặng, cứng và rất lâu tan. Nhiều mái nhà và phương tiện bị hư hại gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Triệu cho biết nhà kính của ông đã bị vỡ nát và cần dựng lắp lại. Hoa màu và rau trái ở các khu vực nông nghiệp cũng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, ban ngày tối như ban đêm, sấm sét mưa lớn và mưa đá đã tàn phá tỉnh Phúc Kiến vào sáng ngày 3 tháng 8. Trạm khí tượng Kiến Âu và 6 trung tâm thời tiết khác đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão. Ngoài ra, 32 trung tâm thời tiết đã đưa ra cảnh báo cấp độ cam về mưa đá và 23 trung tâm thời tiết đưa ra cảnh báo cấp độ cam về sấm sét. Mưa như trút nước ở Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến vào hôm 3 tháng 8. Trước đó, vào khoảng 11 giờ sáng, trời đột nhiên trở nên tối sầm trong 2 giờ, mây đen un kéo đến kèm theo sấm sét. Cả thành phố chìm trong bóng tối và theo nhiều người, nó còn đáng sợ hơn cả màn đêm. Chưa bao giờ thấy trận mưa lớn như thế này trước đây và trời tối sầm lại nhanh như vậy. Thật đáng sợ, một cư dân đã viết trên mạng xã hội Weibo. Gió giật cấp 10, gió mạnh và cấp 11, gió cận bão đã được quan sát thấy ở các huyện Sa, Tam Minh, Vu Khê và Cổ Điền của tỉnh Phúc Kiến. Ngoài ra, gió bão cấp 12, gió bão cục bộ đã được quan sát thấy ở Kiến Ninh, Minh Khuê và Phúc Đỉnh. Sau đó, dòng đối lưu nhanh chóng di chuyển về phía đông, càn quét Hạ Môn và các khu vực lân cận. Dòng đối lưu trong khí tượng học dùng để chỉ một vành đai thời tiết hẹp và đối lưu mạnh với diện tích nhỏ. Tuổi thọ ngắn, áp suất không khí và gió thay đổi đột ngột. Khi có dòng đối lưu sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như hướng gió thay đổi đột ngột, cấp gió tăng, áp suất không khí tăng và nhiệt độ giảm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây với mưa đá làm hư hại các mái nhà. Theo Nhật báo Quảng Châu, tính đến 9 giờ 26 phút sáng ngày 3 tháng 8, cảnh báo màu cam đã được ban bố tại 7 thành phố và quận phía Bắc của tỉnh Quảng Đông. Người ta cũng dự đoán rằng Quảng Đông sẽ có đối lưu mạnh trên diện rộng, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão, gió mạnh và mưa đá và lượng mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8. Tại tỉnh Quảng Tây, nơi có nhiệt độ gần 30 độ C, người dân đã rất ngạc nhiên khi thấy mưa đá và nhiều thành phố đã đưa ra cảnh báo màu cam. Ngày 3 tháng 8, Cục Địa chấn Khu tự trị Tây Tạng phát hiện một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra vào lúc 16 giờ 44 phút với tâm chấn tại huyện Mặc Phát, thành phố Lâm Chi, Tây Tạng, tại tọa độ 29,12 độ Vĩ Bắc, 95,69 độ Kinh Đông, dưới độ sâu 10 km. Cùng ngày, mạng lưới động đất Trung Quốc cũng xác nhận một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter xảy ra vào lúc 15 giờ 47 phút với tâm chấn tại huyện Kiền Vi, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 29,37 độ Vĩ Bắc, 103,95 độ Kinh Đông, dưới độ sâu 8 km. Ở Bắc Trung Quốc, bão cát kèm ô nhiễm không khí. 10 tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc gần đây đã hứng chịu bụi và bão cát, trong đó Nội Mông, Cam Túc, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc.
Mưa bùn cũng đã xuất hiện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Không khí tràn ngập mùi bùn đất. Ngoài ra, ô nhiễm không khí trên diện rộng do bụi mịn PM10. Hạt có kích thước dưới 10 micromet có thể hít phải cùng với bụi cát đã được quan sát thấy ở Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, An Huy và các tỉnh khác. Trong số các khu vực này, Thanh Đảo, Tế Nam và Trịnh Châu có chất lượng không khí kém nằm ngoài biểu đồ. Nhiều báo cáo khác cũng xác nhận rằng hơn 60 thành phố đã bị ô nhiễm với chỉ số chất lượng không khí AQI có mã màu tím, nghĩa là PM10 trong khoảng từ 201 đến 300, bao gồm Nội Mông và các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Thưa quý vị, những người dân cư trú ở các khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp gần sông Trường Giang hiện đang tìm các vùng đất cao để làm nơi tránh lũ lụt vì một đợt nước lũ mới đang tràn về phía đập. Nếu đập Tam Hiệp vỡ do lỗi kết cấu, thì những người dân sống ở khu vực đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, ngay cả khi họ tránh được thảm họa đập vỡ, thì người dân vẫn lo sợ trước một thực tế là cần thiết phải xả nước từ đập để giảm áp lực cho đập. Hôm 6 tháng 8, giới chức Trung Quốc đã cho xả nước để giảm tới 37% lượng nước lũ trong đập, theo kênh thông tấn Trung Quốc đưa tin. Truyền thông dẫn lời của các chuyên gia về đập Tam Hiệp đảm bảo rằng mực nước trong đập sẽ không tăng cao đến mức có thể gây nguy hiểm cho đập hoặc nhà máy thủy điện của đập. Do lũ lụt tiếp diễn và tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc, các chuyên gia cho biết nhiều thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang bị ngập lụt là do mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp xả nước, chứ không phải do lũ từ sông, CGTN News khẳng định. Ngược lại, Asia Times ít lạc quan hơn khi đưa tin về tình hình của đập Tam Hiệp, cho biết các nhà điều hành đập đang trải qua thời chiến sau khi trận lũ lụt lớn thứ 3 xảy ra từ đầu mùa hè tới nay. Đồng thời dự báo sẽ có thể có nhiều trận lũ hơn dự kiến trước thời điểm tháng 8 khi các cơn mưa xối xả thường xảy ra. Hôm 4 tháng 8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã họp khẩn cấp với Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp, yêu cầu phải hành động cân bằng chặt chẽ để vừa bảo vệ các khu vực hạ lưu khỏi lũ lụt, vừa không gây nguy hiểm cho đập. Ban chỉ đạo đập cho biết kế hoạch của họ là giữ nước trong đập càng nhiều càng tốt để các thành phố ở khu vực hạ lưu có thời gian chuẩn bị ứng phó với lũ lụt. Trước nhận định rằng đập Tam Hiệp có thể vỡ, các quan chức Trung Quốc và Ban chỉ đạo Tam Hiệp trả lời rằng lũ lụt là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng thấy và đập Tam Hiệp là gần như bất khả xâm phạm. Để đáp lại việc truyền thông Đài Loan và Ấn Độ đưa tin rằng đập Tam Hiệp xả nước khẩn thông báo trước khiến các thành phố ở hạ lưu bị ngập lụt đột ngột, Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp nói: từ khi nào việc nước chảy qua đập để tạo ra thủy điện lại bị coi là dấu hiệu không ổn định của đập? Kênh thông tấn Nine News của Úc cho biết, những người sống dọc theo sông Trường Giang đang di chuyển lên vùng đất cao hơn, đồng thời gấp rút thu hoạch các loại cây trồng nào có thể thu hoạch và chen nhau trèo lên các bờ đê vì đập nước lớn nhất thế giới đang đối mặt với áp lực bị ngập lụt. Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp ước tính đập này có thể chịu được lượng nước lớn đổ vào đập thêm 13 ngày nữa thì mới có thể bị tràn. Theo Nine News, kênh thông tấn này cũng nhấn mạnh rằng việc nước lũ tràn khỏi đập có thể sẽ sớm xảy ra trước tình hình thời tiết của 2 tuần tới. Ngày 8 tháng 8, Bộ ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc ước tính rằng có khoảng 54,8 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với 158 người bị thiệt mạng hoặc mất tích và 3,76 triệu người phải di rời khỏi nhà cửa. Thiệt hại kinh tế từ trận lũ lụt hiện đã vượt quá 20 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày, Forbes cho biết rằng có bằng chứng về một cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra ở Trung Quốc do lũ lụt đã xóa sổ một số nông trại lớn, bao gồm các cánh đồng lúa mì và lúa gạo trọng yếu của Trung Quốc. Việc giá cả các mặt hàng trong nước tăng cao và nhu cầu nhập khẩu thực phẩm cũng tăng cao cho thấy sự tàn phá của lũ lụt cũng như côn trùng. Kèm theo đó là việc dự trữ ngô không đủ đã khiến cho an ninh lương thực trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, nhóm chiến hạm Nhật Bản, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo, diễn tập cùng Hải quân và Không quân Australia trên Biển Đông, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ngày 28 tháng 7 cho biết. Các chiến hạm nước này và Hải quân Australia tham gia huấn luyện khoa mục tác chiến chống tàu mặt nước và phòng không trên Biển Đông. Cuộc diễn tập được tổ chức vào cuối tuần trước với sự tham gia của tàu sân bay trực thăng GS Izumo và khu trục hạm GS Samide thuộc GMSDF, cùng hộ vệ hạm Hermes Anzac và một máy bay tuần thám P-8A Poseidon Australia. Thiếu tướng Akahiro Nishiyama, chỉ huy đợt triển khai châu Á-Thái Bình Dương IPD-23 và chiến hạm Izumo là một phần lực lượng tham gia, đánh giá quan hệ giữa GSMDF và Hải quân Australia là quan trọng. GMSDF sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Hải quân Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tướng Takahiro Nishiyama nói. IPD-23 là đợt triển khai thường niên của GMSDF
trong khu vực kể từ năm 2019. Ngoài tàu sân bay trực thăng Izumo, Nhật Bản điều khu trục hạm Samidare GS Shiranui, tàu đổ bộ GS Shimokita, hộ vệ hạm GS Kamano và một tàu ngầm tham gia IPD-23. Chiến hạm Shiranui tuần trước tách khỏi chiến hạm tháp tùng tàu Izumo tới các quần đảo phía Nam Thái Bình Dương. Khu trục hạm Shiranui ngày 27 tháng 7 tham gia diễn tập với tàu tuần tra RKS Chianoai của Cảnh sát biển Kiribati. Trong khi đó, hộ vệ hạm FS Lorani của Pháp cập cảng Manila của Philippines và dự kiến ở lại đây trong 6 ngày. Hộ vệ hạm Lorani được tích hợp vào nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ sau 2 tuần qua, tham gia một số cuộc diễn tập đa phương của đơn vị này tại biển Philippines và Biển Đông. GS Izumo thuộc lớp tàu cùng tên là một trong hai chiến hạm lớn nhất trong biên chế GMSDF. Chiến hạm dài 248m, lượng giãn nước 27.000 tấn, mang theo 14 máy bay trực thăng. Chính phủ Nhật Bản năm 2018 thông báo kế hoạch hoán cải Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ phục vụ tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-3B. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.